Cháu Ơi chú. xin chào chú Anh kể lại câu chuyện hôm qua đi. Chào chú. Hôm qua thì trước tiên là xin chào tất cả quý vị. Tôi được rất là bận công việc trên Bình Dương nên ngày hôm qua có đưa bà xã đi đến cơ quan công an để đối chất. Thì tôi nghĩ đây là một cái cơ quan công an, tôi đã từng ở công an rồi tôi biết ai quậy gì đâu quậy, nhưng mà tôi nghĩ rằng đến một cái nơi làm việc, đây là một cơ quan công quyền và một cái cơ quan rất là quan trọng để bảo vệ đảng nhà nước, bảo vệ cái công lý, nên tôi đưa vợ đến xong thì tôi chờ cho người ta đến xong tôi đi về. Và tôi có một cái việc là tôi cũng muốn gặp Võ Hoàng Yên, lâu lắm rồi không có gặp. Là đó là cái chùa mà tôi xây về ngang từ đó, tặng ngoài đó thì có dựng một cái tượng Phật Bà Quan Âm. Thì dời qua đó thì cái cửa cổng á, dời nên khi dời á thì nó quay ra đúng một cái quán nhậu. Bà đứng nhìn qua một cái quán nhậu mà họ hay giết, có khi là thịt rừng hay là sát sinh ở đó, mình thấy nó phản cảm quá. Khi lỡ bà con Phật tử mà người ta đi đến chùa mà bà mà tượng Phật bà đứng nhìn ra mà thấy người ta ăn nhậu thì thấy nó quá phản cảm đi. Thì tôi có nói với Võ Hoàng Yên là tôi đưa tiền và tôi muốn qua để dẫn tôi qua để đàm phán với gia đình đó, muốn mua cái miếng đất đó để tặng cho chùa. Cái này nói thật sự, mình đặt một pho tượng thì mình phải giữ một cái tôn nghiêm để thể hiện một sự tôn kính. Tôi đưa tiền xong thì vừa rồi tôi thì tôi ít cái gì mà tặng cho rồi thì tôi không có nhắc. Hôm qua tôi nói với si như thế thì tôi gặp Võ Hoàng Yên vô thì tôi hỏi, tôi nói với cậu, cậu đáng tuổi con cháu không à, là đáng tuổi là đàn em. Tôi nói với cậu là tôi trước đây có đưa tiền để mua miếng đất đó mà bây giờ tôi hỏi lại là miếng đất không có mua, thì vậy là số tiền đó trả lại cho tôi để tôi giúp cho bao nhiêu mảnh đời nghèo khổ khác và bao nhiêu việc khác rất là cần. Tại vì đồng tiền tôi làm ra cực khổ lắm, mồ hôi nước mắt, nên tôi muốn sử dụng nào những cái việc cho nó thật là có ích để giúp đời giúp người. À, thì cậu này lúng túng một hồi thì bắt đầu là có, lúc đó thì có hai cô luật sư với một cái anh luật sư ngồi bên góc, tôi cũng không biết là tên gì. Thì tôi nghĩ rằng cơ quan làm việc mà xong rồi là tôi nói rằng cậu này còn nói rằng là tiền đó là trả lại là có đưa cho vợ tôi với cậu Thanh gì bên quận 2. Tôi nói tôi đưa cậu tôi ta đưa cho cậu, bây giờ là cậu không làm không mua được thì số tiền đó phải trả lại cho tôi. Thế tôi thì không có rảnh mà để làm đơn đồ, nó mệt mỏi lắm, công việc tôi thì rất nhiều, cậu này là chối là trả tiền rồi. Tôi kể lại hết cái câu chuyện đó. Là cái câu chuyện mà mua cái miếng đất ngay đằng trước cái cửa chùa, ai mà đi ngang qua cái cửa chùa đó thấy tượng Phật Bà Quan Âm đứng chính giữa cửa đấy, người nhìn ra một cái quán nhậu mà người ta cầm gà rồi ta xé các cổ gà hay là làm cái này kia nó phản cảm. Thì tôi nghĩ là mỗi cơ quan công an để anh vô cái phòng đó là tôi nhớ anh Hải là đội phó điều tra viên, nhưng mà đội phó của phòng cảnh sát sự công an thành phố Hồ Chí Minh. Mà tôi cũng hồi nãy tôi nghe bà xã tôi kể lại là hình nông, chứ hôm qua là về là tôi về tới nhà là thật sự các bạn là hôm qua tôi về nhà đây là khuya lắm đó. Khuya lắm rồi thì tôi cũng chưa được nói chuyện nhiều với bà xã, nhưng mà mình nghe một cái chuyện mà nó có thể xảy ra như thế. Tôi thì tôi rất tôn trọng anh em bảo vệ, cũng có số ba bốn anh em đi theo bà xã tôi nha, ngồi qua quán cà phê uống cà phê để đợi cô ra để đưa cô về với lái xe động vậy. Vào trong đó thì chỉ có tôi đi với một cái cậu luật sư Lễ, cậu luật sư Lễ ở lại là với bà xã tôi ở lại làm việc. Mà nếu mà mình nghĩ rằng một cái cơ quan mà công quyền như thế, mà nghe tôi nghe mới nghe nãy là vợ tôi điện nói chiều nó là kể cả những kể thì tôi nghe là ngồi còn luật sư mà vô trong phòng đang làm việc mà còn ngồi gác chân lên ở trên bàn, Đúng là tôi nghĩ cái đó là cái nơi chắc rồi. không thể chấp nhận được rồi. Tôi cũng từng ở công an, tôi nói thật với các bạn là
Năm 1983 là tôi là trưởng ban tổ chức của công an Thủ Dầu Một rồi, năm 1983. Là điều tra viên hồi đó đó mà. Là cũng là một là sĩ quan của quân đội rồi chuyển về công an, rất là nghiêm. Vào một cơ quan công an là thể hiện cái sự tôn trọng mà nói chuyện. Thì là tôi có nói cái chuyện là tiền bạc. Rồi xong rồi tôi nói tôi rất là bận công chuyện. Tôi nói bà xã tôi ở lại làm việc. Và khi đi tôi có nhắn với bà xã tôi trên điện thoại là nếu nó chối để em cứ gửi luôn cái đem phong cái điện thoại gửi cho công an để cho là trích xuất, trích xuất hết tất cả tin nhắn ra qua lại để hiểu hết nội tình của cái sự việc là có lừa hay không lừa. Ở đây nó cũng kinh khủng lắm. Cứ lợi dụng vào cái lòng tốt của người xuất sáng mà đi trục lợi. Và cái thứ hai nữa là trước đây tôi tốt, tôi có cho, tôi cho cũng còn 9 tỷ. Cỡ 9 tỷ nó ngồi tiền, cái tiền mà mua miếng đất á. Nhưng mà tôi không nhắc cái chuyện đó. Thì tôi mình cho lúc nó nói đi chữa bệnh chỗ này chỗ kia, 6 tỷ cho là để lo cho.